thì rất là may mắn thì mình đã chính vì những cái khó khăn đó thì mình đã phải đi tìm cho mình những phương pháp để làm sao có thể thứ nhất kiếm được nhiều tiền và thứ hai có thể giữ được tiền. Thì sau khi học xong thì mình phát hiện ra chúng ta chưa có một kiến thức về cái việc mà quản trị tiền. Cái quản trị đây nó không phải là một cái mô hình quản trị tiền theo quản trị tài chính theo cái mà môn học chúng ta được học ở ngoài trường. Ở đây là vì nó đi sâu vào trong tâm linh, nó đi vào rất là sâu ở bên trong cái suy nghĩ của chúng ta, trong tâm linh của chúng ta, chứ nó không nằm ở cái kỹ năng mà chúng ta học trên trường. Ở trên trường là chúng ta được học những kỹ năng về quản trị tài chính không, thì ở đây nó khác. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với anh chị hai cái phương pháp gieo hạt tiền. Anh chị cũng đã giới thiệu với các bạn về cái sơ lược về cái chủ đề gieo tiền, tức là chúng ta muốn có cái gì chúng ta phải gieo xuống cái đó. Chúng ta muốn có quả xoài để ăn, chúng ta phải trồng hạt xoài không? Chúng ta muốn có chuối để ăn thì chúng ta phải trồng chuối. Chúng ta muốn có ổi ăn thì chúng ta phải trồng xuống hạt ổi. Thì đó là quy luật của tự nhiên. Thì bây giờ chúng ta mang vào trong cuộc sống chúng ta, chúng ta muốn có tiền thì phải gieo tiền. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với anh chị hai cái phương pháp gieo tiền. Hai cái phương pháp gieo tiền. Thì cái phương pháp đầu tiên tức là gieo ở bên trong tâm trí, tức là chúng ta gieo bằng tâm trí, gieo bằng cái suy nghĩ của chúng ta. Chúng ta điều khiển cái đồng tiền ở trong tâm trí của chúng ta. Và cái phương pháp gieo tiền thứ hai là chúng ta gieo một cái hành động của chúng ta. Hành động tức là chúng ta dùng chính cái hành động của chúng ta để chúng ta gieo. Chúng ta có thể thoát ra ngoài đời, chúng ta cầm tiền đi mà chúng ta gieo. Gieo tiền ở ngoài đời có nghĩa là chúng ta đi làm từ thiện đó. Tức là chúng ta đi giúp những cái người khó khăn đó. Thì cái đó bằng cái hành động. Thì trong tâm trí thì nó cũng, tức là cái cách gieo tiền bằng trong tâm trí thì nó cũng có, tức là cái cách mà gieo trong tâm trí thì nó vẫn có hai cái vế, đó là gieo đúng và gieo không đúng. Trong tâm trí của chúng ta có khi chúng ta sẽ gieo một hạt tiền xuống mà sai cách. Và hành động ngoài đời của chúng ta cũng thế. Đôi khi chúng ta đi làm từ thiện, chúng ta giúp ai đó một cái gì đó, nhưng mà chúng ta gieo sai cách thì nó sẽ trong tâm trí hay ngoài hành động thì nó đều có hai cái vế, như vậy tức là gieo đúng và gieo sai. Và đặc biệt là cái gieo sai thì nó rất là nguy hiểm. Nếu mà chúng ta không hiểu về cái nguyên lý hoạt động của tiền thì chúng ta hầu hết chúng ta sẽ gieo sai cái hạt tiền đó. Và khi mà chúng ta đã gieo sai thì chúng ta sẽ bị mất hết tất cả những gì chúng ta có. Các anh chị sẵn sàng để mình sẽ đi vào cái gieo trong tâm trí chưa? Sẵn sàng. Cái chủ đề đầu tiên mình sẽ đi và phân tích cái bước đầu tiên, đó là gieo hạt tiền xuống nhưng mà gieo ở trong cái tâm trí của chúng ta. Thì mình sẽ cùng các bạn đi vào cái gieo trong tâm trí trước. Gieo trong tâm trí có nghĩa là sao? Tức là bạn hình dung tất cả chúng ta đang ngồi đây, chúng ta đều là những người vô cùng tuyệt vời. Chúng ta được cha mẹ chúng ta sinh ra, được vũ trụ tạo ra chúng ta. Chúng ta có một cơ thể mà chưa bao giờ nó tuyệt vời như cơ thể của con người chúng ta. Con người chúng ta là một cái sinh vật mà nó hoàn hảo đến mức độ không thể nào hoàn hảo được, không thể nào hoàn hảo hơn được. Nó cực kỳ tuyệt vời đến mức độ như vậy. Con người chúng ta, nếu mà chúng ta biết phát huy tất cả những cái điểm mạnh trong cơ thể của chúng ta, trong cái nỗ lực trong tiềm thức chúng ta, thì chúng ta có thể làm bất cứ một việc gì. Cái bằng chứng chúng ta đã thấy ở đất nước, những cái đất nước phát triển, các nhà khoa học họ đã trong cuộc sắt bay lên bầu trời bao nhiêu năm rồi các bạn? Cái máy bay đã bay được bao nhiêu năm rồi các bạn? Vũ trụ, con tàu vũ trụ có thể đưa con người ra ngoài vũ trụ. Thì cái đó là cái minh chứng, tức là những cái người, các cái nhà khoa học đó thì họ đã biết cách để sử dụng cái sức mạnh của não rồi. Tuy nhiên khi mà sinh ra, bộ não của chúng ta cũng giống như bộ não của họ. Chúng ta sở hữu một bộ não giống như bộ não của họ. Nó chỉ khác nhau cái họ biết cách sử dụng thôi. Cho nên chúng ta cần phải biết cách sử dụng bộ não của chúng ta. Thì gần đây thì mình liên tục đi khám phá về cái sức mạnh của bộ não, thì mình mới thấy rằng con người của chúng ta vô cùng tuyệt vời. Và con người của chúng ta chính là một cái vũ trụ thu nhỏ. Con người chúng ta chính là một cái vũ trụ thu nhỏ. Vũ trụ có cái gì thì não bộ chúng ta có cái điều đó. Và chúng ta rất là giàu có. Chúng ta có tất cả mọi thứ chúng ta muốn nếu chúng ta biết vận hành nó. Cái vấn đề tiền cũng thế. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái chủ đề để chúng ta biết cách để chúng ta kiếm được nhiều tiền. Trước đây các bạn biết mình dùng kỹ năng mình vẽ một cái cây này cho các bạn hình dung cái cây trong gieo hạt ha. Trong gieo hạt đó, khi mà chúng ta gieo một cái hạt thì nó lên cái cây như thế này. Cái cây như thế này, ở dưới đây có phần rễ,
và ở trên này nó có những cái quả. Thì kết quả này á, nó chính là cái kết quả mà chúng ta đang có. À, các bạn đang đi ngồi trên chiếc một xe hơi Mercedes, các bạn đang đi xe chiếc xe SH, các bạn đang ở trong một căn biệt thự, các bạn đang ở trong một căn nhà phố, hay là các bạn đang ở trong một cái phòng trọ, thì đó là kết quả của chúng ta, đó là kết quả của quá trình phát triển của chúng ta. À, thì mỗi người có một kết quả khác nhau. Có thể là có người đi du thuyền rồi, có những người đã có rất là nhiều cái biệt thự rồi, có nhiều người đã có rất là nhiều nhà rồi. À, tuy nhiên có những người thì vẫn đang còn phải đi bộ, chưa có xe máy, có nhiều người còn chưa được đi xe đạp. Thì cái kết quả bên ngoài nó phản ánh cái rễ của nó, nó tốt hay không. Tất cả những cái gì kết quả ở đây thì nó đều phản chiếu cái thế giới ở bên trong con người của chúng ta. À, nếu mà chúng ta cho ra một kết quả mà cái cây của chúng ta trồng mà không có trái, tức là bộ rễ của chúng ta có vấn đề. À, và nhà trường dạy chúng ta ở đây cái phần này mình gọi là kết quả. Cái phần trên mà chúng ta thấy cái quả đó, nó là kết quả. Những cái mà chúng ta nhìn thấy, à, ví dụ như các bạn có thể thấy một cái công cơ sở của mình nằm ở đây, đó có phải là kết quả không? Thì các bạn nhìn thấy mình thông qua một cái cơ sở của mình ở đây thì đó là cái phần kết quả. Và các bạn nhìn vào cơ sở này, các bạn đánh giá mình, à, thằng này chắc nó cũng biết làm kinh doanh chẳng hạn, ví dụ như vậy, đó là đánh giá kết quả của mình. Thì những cái gì chúng ta nhìn thấy của nhau đó là kết quả. À, tuy nhiên để có kết quả đó thì nhà trường, trong trường đại học hoặc là các cái trường đó, có đang dạy chúng ta về những cái kỹ năng. À, chúng ta đi học những kỹ năng để chúng ta tạo ra kết quả đó. Thì kỹ năng đó có thể là kỹ năng về marketing này, kỹ năng chạy quảng cáo Facebook, kỹ năng chạy quảng cáo Google, kỹ năng viết bài, viết content, kỹ năng tức là một người bác sĩ cũng là một kỹ năng. À, một anh kỹ sư xây dựng nó cũng là một cái kỹ năng. Anh chị hiểu không? Những gì chúng ta được học trên nhà trường, ở trên giảng đường, trên ghế nhà trường thì đó là cái phần kỹ năng. Cái này là kỹ năng. Những kỹ năng đó chúng ta sẽ học ở trên trường. Và thông qua cái gì mà chúng ta rèn luyện kỹ năng đó thì chúng ta có được kết quả. Sau khi chúng ta làm kỹ sư thì chúng ta đã trở thành một giám đốc công ty xây dựng, đi xe hơi. Đó là thể hiện cái kết quả. Thì qua quá trình chúng ta học tập, chúng ta rèn luyện kỹ năng, thì cái kỹ năng này nó chính là cái môi trường sống nó tạo lên. Tức là các bạn đi học đại học, tức là các bạn đang ở một cái môi trường là học đại học. Các bạn đang ở Hồ Chí Minh, tức là các bạn ở cái môi trường là Hồ Chí Minh. À, nếu như các bạn ở dưới Cà Mau, ở tu cái rừng ở ngoài mũi Cà Mau, các bạn không bao giờ gặp những người kinh doanh. Các bạn có kinh doanh giỏi không? À, chúng ta sẽ không kinh doanh giỏi được nếu chúng ta không có môi trường những người làm kinh doanh. À, nếu mà chúng ta ở trên quê làm lúa với làm cà phê thì chúng ta không thể kinh doanh giỏi được. Bản thân mình trước đây mình cũng ở một cái miền quê trồng cà phê, và ở cái tỉnh của mình thì có thể nhìn mỏi mắt không thấy công ty nào. Và cái năm mà mình học tới năm lớp 12 thì mình chưa biết cái công ty nó là cái gì cả. À, mình không có thể phân biệt được trong công ty nó có cái gì. Thì tức là đó là cái môi trường nó sẽ tạo ra, nó sẽ cho chúng ta một cái nhìn. Thì mình ở trong cái tỉnh mà Buôn Ma Thuột trồng cà phê đó thì mình không có nhìn thấy doanh nghiệp. Thì cái kỹ năng này nó chính là cái môi trường sống. Môi trường sống nó tạo ra kỹ năng. Cho nên chúng ta muốn giỏi, chúng ta muốn thành công thì chúng ta cần phải tạo cho mình cái môi trường sống mà chúng ta mong muốn. Nếu các bạn chơi với một người kinh doanh giỏi, các bạn có kinh doanh giỏi không? Có. Đó là lý do khi mình xuống Hồ Chí Minh, năm đó mình 18 tuổi, mình vào trong nhà sách, mình đọc một cuốn sách của ông Trương Du, ông nói trong đó có câu, à, mày muốn trở thành người như thế nào trong tương lai thì bây giờ mày phải tìm những người đó để chơi. Và ngay lập tức trong đầu mình nó mé ra, a, ta muốn trở thành giám đốc. Thế là bắt đầu mình thiết lập mục tiêu là đi tìm tất cả những người đang làm kinh doanh, những người làm giám đốc để mình chơi. Và từ năm 2001 tới giờ thì mình liên tục gia tăng cái mối quan hệ của mình. Mình đi tìm những người doanh nhân, những người giám đốc, những người điều hành doanh nghiệp để mình chơi. Mình kết giao với họ, mình đi học những cái chương trình về CEO, về quản lý điều hành cho cấp giám đốc. Mình vào trong đó chơi với vài chục người là giám đốc điều hành. Đó là cách để mình tạo ra môi trường sống. Thì cái môi trường sống nó tạo cho mình kỹ năng. Thì kỹ năng này nó giúp cho mình kiếm được tiền, nhưng thực sự nó vẫn không kiếm được quá nhiều. À, và có thể kiếm được thì nó sẽ bị mất. À, đó là bằng chứng mình đã từng kinh doanh từ năm 2001. À, mình mở công ty từ năm 2011, lúc đó mình đúng 19 tuổi. 19 tuổi mình đã ra mở công ty. À, và mình đã kiếm được tiền trong cái giai đoạn mình rất trẻ. Năm 20 tuổi, 21 tuổi, 22 tuổi thì mình đã từng ký hợp đồng rất là lớn với những công ty lớn. À, có thể là Bia Hà Nội, rồi Vinaphone, Viettel, mình đã từng làm những cái hợp đồng rất lớn trong công tác đó. Dựa vào những kỹ năng mà mình ở cái môi trường mình có. À, tuy nhiên các bạn biết đến 2008 thì mình vẫn phải đóng cửa công ty. À, khi mình lập gia đình xong, mình cưới vợ xong,
thì một loạt các phần ập xuống và nó lấy đi tất cả những gì mình đã làm, những cái đồng bài đó, và nó đưa mình trở lại con số 0, nó cho mình quay lại con số 0 tròn chính, và thậm chí còn âm chứ không phải là 0 nữa. Nó đưa về cho mình cái trạng thái âm, tức là nợ nần rồi ở tất cả mọi thứ là thiếu tiền. Thì mình liên tục nó có những cái hình sin như vậy, cứ lên xuống lên xuống lên xuống lên xuống. Thì mình nói, ồ tại sao mình cũng giỏi mà tại sao cái số của mình cứ lòng lòng như thế. Thì mình mới phát hiện ra mình mới được trao dồi những cái kỹ năng thì thật sự nó vẫn chưa bền vững. Nếu chúng ta chỉ đi học ở trường đại học thì chúng ta vẫn chưa có một cái sức mạnh để chúng ta làm cho chúng ta lớn. Và sau đó thì mình tiếp tục đi tìm những cái bậc thầy của mình, những cái người thầy để có thể mình dạy cho mình giỏi hơn. Và mình phát hiện ra kỹ năng này nó mới chỉ là chưa phải là tất cả. Muốn chúng ta muốn cái cây này có nhiều kết quả, muốn cái cây xoài chúng ta có nhiều quả thì ngoài cái ánh nắng mặt trời ra, ánh nắng mặt trời có phải môi trường sống không? Cái cây xoài khi mà có ánh nắng mặt trời sẽ quang học cho cây đó để nó ra. Nhưng nếu chỉ có mặt trời không có tốt không? Trên trái đất này chỗ nào cũng có mặt trời hết. Tuy nhiên có những cây xoài nếu chỉ có ánh nắng mặt trời thì không thể nào tốt được. Chính vì vậy cái đất và cái bộ rễ nó phải thật tốt. Thì mình phát hiện ra muốn thành công bền vững thì chúng ta cần phải chăm sóc cái bộ rễ nó, hãy làm cho cái đất nó có màu mỡ, hãy làm cho bộ rễ thật khỏe, thật cứng. Thì cái phần rễ này đó chính là tư duy. Chúng ta cần phải hình thành thêm một cái gọi là tư duy. Tư duy và chúng ta tư duy chiến lược thì chúng ta phát huy được tất cả mọi sức mạnh ở bên trong con người chúng ta. Chúng ta dùng não bộ để chúng ta tư duy thì thật sự não bộ mới làm cho chúng ta có nhiều kết quả. Và não bộ tức là ở đây có nhiều người khi mà tới đây thì họ nói là môi trường sống tạo ra cuộc đời của họ. Và có nhiều người nói là môi trường nặng mạnh hơn cái tư duy này. Nhưng mà khi mà chúng ta ở một cái level cao, chúng ta hình dung tư duy này, tức là chúng ta tư duy là ở cấp độ mà tư duy bằng não bộ. Thì nếu mà chúng ta đạt cái trình độ mà tất cả công việc chúng ta vận hành bằng não bộ thì cái sức mạnh, tức là chúng ta đang tập trung cải thiện cái bộ rễ của chúng ta thì đảm bảo không ai có thể ngăn cản được cái kết quả này. Cho nên gieo hạt chính là một tư duy. Gieo hạt mình rất là may mắn tức mình học được cái triết lý gieo hạt này. Và cái gieo hạt đó chính là một cái rễ. Cái tư duy này nó gồm khoảng mấy chục cái rễ, tức là mấy cái chục cái tư duy để chúng ta thành công, để chúng ta có tiền, để chúng ta hạnh phúc, để chúng ta bình an thì nó cần phải tới mấy chục cái rễ này. Tuy nhiên gieo hạt nó mới chỉ là một trong những, nhưng nếu chỉ cần chúng ta biết cách ứng dụng cái gieo hạt này thì chúng ta đã biết kiếm tiền rồi. Chúng ta đã biết kiếm tiền bền vững rồi. Chúng ta đã biết cách để tạo ra một cái gia đình hạnh phúc rồi. Chúng ta đã biết cách để tạo ra có một môi trường hạnh phúc rồi. Chúng ta biết cách để xây dựng một công ty mà có rất nhiều tình yêu thương ở trong đó rồi. Tức là khi mà chúng ta áp dụng cái gieo hạt này thì chúng ta thật sự đã lấy lại được sự cân bằng trong cuộc sống. Mà hầu hết những người doanh nhân mà khi họ chưa tìm được những cái tư duy như thế này, họ vẫn tập trung vào những kỹ năng để kiếm tiền này, thì họ có nhiều tiền nhưng mà trong đầu họ rất là nhức đầu, họ cảm thấy bất an. Anh chị có khi nào bị bất an chưa? Tức là có tiền nhưng mà mình không thể nào yên được, mình luôn bị bất an, mình lo sợ rất là nhiều thứ. Thì phải chúng ta phải biết tới cái chiến lược gieo hạt này thì chúng ta mới lấy lại cái trạng thái bình an, thành công nhưng mà bền vững, ở trong đó có sự bình an, có sự hạnh phúc. Thì mình rèn luyện những cái tư duy này cách đây vài năm thôi. Nhưng bây giờ các bạn có thể quan sát mình, ít khi mà trên khuôn mặt mình nó thể hiện được cái sự mà giận dữ, hầu như không có. Các bạn có thể thấy mình đang điều hành công ty mình rất nhiều nhân viên của mình nó rất là nhiều chi nhánh ở khắp mọi nơi luôn. Và các bạn thấy trong công ty có nhiều vấn đề không? Nó rất là nhiều vấn đề nó xảy ra. Tuy nhiên các bạn tìm được một cái sự bực tức ở trên khuôn mặt của mình, tại vì đã rèn luyện được cái khả năng mà kiểm soát được cảm xúc của mình thông qua những cái chiến lược về gieo hạt. Mình luôn biết cách để kiểm soát cảm xúc để mình lấy lại sự cân bằng và mình tìm lại cái sự bình an. Và mình gieo những cái hạt tốt xuống, chính vì vậy mình cũng có một cái độ nhân viên của mình nó rất là tốt. Khách hàng của mình, các bạn biết mình làm trong ngành thẩm mỹ, rất là nhiều người thì nói rằng khách hàng khó chịu quá, khách hàng là những người mà khó chịu quá và thậm chí kiện cáo rồi chửi nhau với khách hàng. Còn đối với mình là khách hàng rất là dễ thương. Tức là khi mà mình đã áp dụng chiến lược này cho nhân viên của mình dạy cho nhân viên của mình tất cả chiến lược này,
thì khách hàng của mình rất là dễ thương. Các bạn có thể hỏi những cái người trong công ty của mình, tôi muốn bạch xã và đang ngồi dưới. Công ty của mình liên tục được khách hàng mang đồ ăn xuống cho nhân viên. Ngày nào, tức là mình ở trên đây có một cái phòng ăn, thì ngày nào khách hàng của mình là mua bưởi long roi, là mua chè, là sinh tố. Có những chị chặt một trái mít từ tút ở dưới Bình Phước, ở Bình Dương trở lên đây. Có chị ở dưới Cần Thơ mua trái cây gì đó mang lên trên này. Còn ngày nào vào đây cũng mua chè cho nhân viên. Tức là mình áp dụng một chiến lược để mình dạy cho nhân viên này. Khách hàng của mình trở đây rất là dễ thương. Mà khách hàng dễ thương thì chúng ta có dễ để bán không? Có, chúng ta rất là dễ để bán. Nhân viên của mình cũng trở nên dễ thương. Nhân viên của mình dễ thương thì mình điều hành có dễ không? Rất là dễ thì tất cả những điều đó nó có được từ những cái tư duy của mình. Đó là tư duy gieo hạt. Mình gieo hạt xuống cho nhân viên của mình, gieo hạt xuống cho khách hàng của mình. Nhân viên của mình thì mình dùng tất cả những chính sách tốt để mình gieo xuống cho họ một cái hạt tốt. Và họ không bao giờ họ chống đối mình. Tức là mình chỉ có nghĩ cho họ những cái điều tốt thì có khi là họ nghĩ ngược lại cho mình không? À, thì trong cái lột gieo hạt ở đây là chúng ta muốn có điều gì chúng ta phải gieo xuống điều đó. Chúng ta muốn có được sự bình an trong doanh nghiệp của chúng ta thì bản thân người chủ chúng ta phải thiết kế công ty của chúng ta theo một cái quy luật. Mình tạo ra công ty của mình có những cái điều khoản trong doanh nghiệp của mình, đó là hướng đến sự yêu thương. Và đây là cái sân khấu của mình, các bạn thấy. Mình liên tục dạy nhân viên của mình về tình yêu và sự biết ơn. Và mình truyền dạy cho nhân viên của mình rất là nhiều cái tư duy tốt đẹp. Hàng ngày mình dạy. Và mình gieo xuống cho họ cái tình yêu. Mình quan tâm họ, mình quan tâm tới nhân viên của mình từng bữa ăn. Từng bữa ăn mình cũng quan tâm họ. Và mình luôn luôn hỏi thăm họ. Thì các bạn thấy khi mà mình gieo đi một cái hạt yêu thương xuống, họ có trả lại cho mình một cái hận thù không? Không bao giờ. Và các bạn biết mình còn dùng hệ thống tin nhắn tự động. Cứ 12 giờ trưa thì cái hệ thống nó nhắn cho tất cả nhân viên của mình ạ. Em hãy tranh thủ sắp xếp công việc để đi lên ăn trưa cho nó đúng giờ. Để đảm bảo cái sức khỏe của em nó đủ tốt. Ngày nào mình cũng nhắn cái gì đó. Và tất cả nhân viên của mình ở trên tất cả các hệ thống khắp nơi thì cứ 12 giờ thì mình đều gieo cái hạt quan tâm ở đây, cái hạt biết ơn ở đây, cái hạt yêu thương xuống nhân viên của mình. Và thế là nhân viên của mình, các bạn, nếu ngày nào mình cũng nhắc như vậy, nhân viên mình nó có cảm thấy không có điều gì đó không? Rồi có khi nào mình sẽ nghĩ ra một cái kịch bản hại mình không? Không bao giờ. Ở trên đây, chúng ta muốn có điều tốt, chúng ta muốn có sự bình an, chúng ta muốn có yêu thương thì chúng ta phải gieo yêu thương. Các bạn yêu thương nhân viên của mình, yêu thương khách hàng của mình thì các bạn sẽ không bao giờ bị họ chống đối mình. Thì đó là cái triết lý gieo hạt. Và hôm nay chúng ta đi sâu vào cái tư duy gieo tiền. Tức là hôm nay chúng ta không có đi tổng thể mà chúng ta chỉ đi sâu vào một cái, đó là gieo hạt tiền. Bao nhiêu bạn rất thích tiền? Tôi. Các bạn nào không giơ tay không? Ôi. Các bạn nào không giơ tay về chủ đề này không? Chắc thì mình sẽ phân tích cho các bạn hôm nay. Mình sẽ cùng các bạn để tìm ra những cái cách mà chúng ta đã gặp sai lầm trong cuộc sống về tiền. Hôm nay chúng ta nói sâu sắc về tiền, cho nên mình sẽ cho các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đi cái tư duy là gieo hạt tiền để có kết quả, gieo hạt tiền để có nhiều tiền. Và theo như cách của thầy Gavin Cross chỉ là hít vào, ta có tiền. Các bạn muốn, có muốn cái việc kiếm tiền rồi nó dễ như hít như vậy không? Có. Thực sự mình cũng chưa kiếm được quá nhiều tiền, nhưng mà mình đã biết kiếm tiền hơn trước đây. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh chị. Trước tiên chúng ta muốn gieo cái bài đầu tiên là chúng ta gieo bằng tâm trí. Chúng ta đang dùng não trước nha, trước khi chúng ta dùng hành động. Cái bài chia sẻ đầu tiên là chúng ta gieo bằng tâm trí, tức là gieo bằng cái suy nghĩ của mình. Thì chúng ta hình dung cơ thể chúng ta được vũ trụ cho chúng ta một cái cơ thể vô cùng hoàn hảo, và chúng ta chính là một vũ trụ thu nhỏ. Ở ngoài vũ trụ rộng lớn có cái gì trong con người chúng ta có cái điều đó. Và mình có thể thấy con người mình và vũ trụ nó sẽ hút nhau. Khi mà các bạn yêu cầu cái gì thì vũ trụ nó tạo ra cái điều đó. Tức là hai cái giống nhau sẽ hút nhau. Các bạn hình dung. Thì đây mình vẽ một cái mô hình. Đây là con người chúng ta. Con người chúng ta nó chính là một cái vũ trụ thu nhỏ. Thì mọi cái hành động trong hàng ngày của chúng ta như thế nào thì nó đều lưu vào trong tiềm thức. Trong tiềm thức, tức là trong cái từng cái tế bào của chúng ta, cơ thể chúng ta có hàng triệu tế bào được tạo thành cơ thể chúng ta. Và khi mà chúng ta nghĩ điều gì thì nó cấy vào bên trong. Khi mà chúng ta hành động điều gì thì nó cấy vào bên trong. Khi mà chúng ta ở gần những ai đó, ví dụ như mình ở gần những cái bạn làm kinh doanh, thì mặc nhiên cái tiềm thức của mình, cái tế bào của mình nó chứa tế bào kinh doanh.
Nếu mình đi uống cà phê với anh này, nhà kinh doanh, là marketing, mình chỉ cần uống cà phê với anh này, bàn về marketing, thì trong cơ thể mình nó chứa marketing. Tức là môi trường nó tạo ra con người. Cho nên mình sống với những ai thì con người mình sẽ là những người như vậy. À, mình chơi với một người đá gà thì kiểu gì mình cũng có con gà. Đó, tại vì những cái gì mà ở môi trường xung quanh thì nó sẽ thấm vào trong cơ thể chúng ta. Nếu mà chúng ta đi chơi với một người đánh bạc thì rất có khả năng chúng ta sẽ trở thành những con bạc. À, nếu mà chúng ta chỉ có đi học về marketing thì chúng ta sẽ là một người marketing. Nếu mà chúng ta chỉ chơi với những người làm kinh doanh bán hàng thì chúng ta sẽ rất giỏi về kinh doanh bán hàng. Và tất cả những gì ở môi trường xung quanh thì nó ở trong tiềm thức của chúng ta. Và con người của chúng ta nó lưu trữ tất cả những cái điều đó. Và thậm chí chúng ta suy nghĩ điều gì thì não bộ nó ra lệnh cho hệ thần kinh trung ương của chúng ta sản xuất đúng cái chất đó ở trong cơ thể chúng ta. Chúng ta chỉ cần suy nghĩ, bây giờ mình sẽ, chút nữa mình sẽ phân tích các bạn cái quy trình mà khi mà chúng ta suy nghĩ về tiền thì ngay lập tức trong người chúng ta đã có khả năng để kiếm tiền. Các bạn có muốn xem rõ quy trình không? Đó, tức là mình sẽ chỉ cho bạn cái phương pháp khi mà chúng ta tưởng tượng về tiền, chúng ta gieo một hạt tiền thì trong con người chúng ta có cái khả năng để có tiền. Đó, cho nên cái hành động của chúng ta nó tạo ra con người chúng ta, cái suy nghĩ của chúng ta nó cũng tạo ra con người chúng ta và nó lưu trữ ở trong cái khu vực này, đó là tiềm thức. Và đặc biệt con người chúng ta thì luôn luôn nó là một cái cuộc phát sóng. Con người chúng ta là có thể năng lượng, nó là có thể năng lượng. Và bất cứ bạn nào ở đây hay là tất cả mọi người trên toàn thế giới này thì đều đang phát ra một cái năng lượng. Chúng ta đang phát ra môi trường một cái năng lượng. Cái năng lượng đó nó phụ thuộc vào cái trong cơ thể bạn chứa cái gì. Ví dụ như bạn chuyên về marketing thì người bạn nó cũng hưởng ngược về marketing và nó phát ra ngoài về marketing. Cho nên những cái gì bên trong thì được phát ra. Nó sẽ phát ra, nó sẽ phát ra. Và phát ra điều này thì cái người đối diện chúng ta đọc được. Cái sóng này nó giống một cái sóng của đài truyền hình. Các bạn thấy một cái cột đài truyền hình HTV không? Nó phát ra một cái trường năng lượng. Cái TV ở nhà chúng ta bắt được cái sóng đó, mã hóa thành bộ phim chúng ta xem. Các nhìn không? Cái TV bắt được cái sóng của đài truyền hình và mã hóa thành bộ phim, thành một bộ phim tài liệu chúng ta xem. Thì tương tự cái sóng của chúng ta phát ra thì người này đọc được. Mà cái TV tức là chúng ta vừa là cột phát sóng và chúng ta đồng thời cũng là một cái TV. Chúng ta sẽ đọc được cái sóng của người khác. Tuy nhiên cái năng lực mà đọc sóng mạng yếu là do cái level của chúng ta nữa. Nếu mà chúng ta người bình thường thì chúng ta sẽ nhận diện được cái người đó là có tin hay không. Hầu hết chúng ta đây đều có khả năng để đọc cái suy nghĩ của người khác. Tức là các bạn có một lần trong đời mà nhìn một ai đó mà các bạn cảm thấy không tin người đó chưa? Nhìn vào mặt của họ mà các bạn không tin, hoặc nhìn vào mặt của họ các bạn cảm thấy rất yên tâm. Tại vì con người họ đang phát ra cái điều gì các bạn đọc được. Có thể các bạn không có biết chính xác nó là cái gì, nhưng mà các bạn cảm nhận được cái thằng này là không được, tôi nhìn cái mặt nó rất là gian. Đó, chúng ta cảm nhận được cái thằng này nhìn mặt nó rất là phúc hậu, mà có một cái gì đó rất là tin. Thì chúng ta lúc đó chúng ta là cái TV. Thì cái mức độ mà đọc được sóng của người khác nó phụ thuộc vào cái level của chúng ta. Khi mà chúng ta càng thành công thì chúng ta càng đọc được sóng tốt. Nếu mà chúng ta người bình thường thì chúng ta đọc được ít, nhưng mà chúng ta thành công thì chúng ta đọc được rất là nhiều cái sóng của tất cả những người khác. Cho nên các bạn có thể thấy những người thành công họ đọc được suy nghĩ của tất cả nhân viên. Một ông chủ tịch của tập đoàn, một ông CEO giám đốc điều hành một cái tập đoàn lớn thì ông nhìn nhân viên của ông giống như xuyên qua luôn. Vì ông mã hóa được tất cả cái gì nó suy nghĩ. Thằng này có âm mưu, thằng kia có âm mưu, thằng kia có mưu đồ. Ông đọc được hết, ông chỉ cần nhìn qua và biết thôi. Thì ở cái cấp độ phát triển lên chúng ta sẽ đọc được cái sóng của người khác. Thì con người chúng ta phát ra thứ nhất, những cái người khác bắt được. Và cái điều đặc biệt ở đây nữa, con người chính là vũ trụ. Chúng ta đang có 50 con người ở đây, tức là chúng ta đang có 50 cái vũ trụ thu nhỏ. Và nó giống nhau hết. Thì cái vũ trụ rộng lớn nằm ở đây. Trong cái vũ trụ rộng lớn đó nó có trái đất. Trái đất chúng ta như thế này thôi. Thì trong cái vũ trụ rộng lớn này nó giống đúng là con người của chúng ta. Chúng ta vũ trụ có gì con người chúng ta có điều đó. Và đặc biệt là theo cái nguyên tắc hoạt động của cái nguyên lý này thì vũ trụ nó sẽ gửi cho tất cả những gì chúng ta mong muốn. Chúng ta cần cái gì thì chúng ta sẽ có cái đó thông qua năng lượng. Chúng ta phát ra cái tín hiệu gì thì vũ trụ cho chúng ta cái đó. Đó là lý do những cái người mà chủ doanh nghiệp họ hay đặt mục tiêu không?
họ có đặt mục tiêu là tháng này ta phải đạt doanh thu 2 tỷ, 3 tỷ không? Thì cái mục tiêu đó thông qua suy nghĩ của họ thì đã phát ra ngoài vũ trụ một cái năng lượng. Và cái mục tiêu này được phát ra bên ngoài, những cái người sẽ thấy và đặc biệt nó gửi lên tận vũ trụ luôn. Thì vũ trụ bắt được cái suy nghĩ của chúng ta. À, ví dụ chúng ta nói là mình liên tục tập trung vào mục tiêu. Các trong những cuộc họp tháng này chúng ta cần phải đặt mục tiêu doanh thu là 1 tỷ. Đó là những cái mục tiêu mà chúng ta đã ngồi trong những cuộc họp và chúng ta nghĩ về đó, chúng ta đưa ra, chúng ta lập kế hoạch để đạt được 1 tỷ, chúng ta lập kế hoạch để đạt được 1 tỷ. Tức là cả công ty chúng ta từ giám đốc tới nhân viên đang tập trung vào cái mục tiêu, mục tiêu tiền bạc. Thì khi mà chúng ta phát ra một cái sóng thì vũ trụ đều bắt được. Tức là vũ trụ nó rất là giàu có, vũ trụ có tất cả những cái gì chúng ta muốn, có thể là tích cực, có thể là tiêu cực, có thể là sự giàu có hoặc là cái sự nghèo khổ, có thể là sự hạnh phúc và sự bất hạnh, có thể là sức khỏe hoặc là chết. Vũ trụ có tất cả những cái thứ đó, chỉ cần chúng ta phát ra cái điều gì thì vũ trụ cho chúng ta cái điều đó. Tại vì thì cái ở đây đó chính là cái mục tiêu đó. Tất cả những mục tiêu của chúng ta, cái mong muốn của chúng ta về tiền bạc thì chúng ta cần phải gieo một cái hạt xuống, đó là chúng ta gửi vào vũ trụ một cái yêu cầu là: vũ trụ ơi, tôi rất là thích tiền. Vũ trụ ơi, tôi muốn là cuối năm nay tôi phải mua được một căn nhà. Vũ trụ ơi, tôi muốn đi một chiếc xe Mercedes. À, vũ trụ ơi, tôi muốn con của tôi phải học ở trường quốc tế. Thì tất cả những cái đó là những cái mầm hạt đầu tiên mà chúng ta đã gieo xuống ở trong cấp độ tâm trí. Thì tất cả cái xóm đó vũ trụ đều đọc hết, và vũ trụ sẽ gửi ngược lại cho chúng ta một cái năng lượng. Tức là khi mà chúng ta thường xuyên tập trung vào mục tiêu này thì chúng ta sẽ đón nhận được cái nguồn năng lượng vũ trụ thông qua đỉnh đầu của chúng ta. Tức là chúng ta càng suy nghĩ nhiều về mục tiêu thì chúng ta càng nhận được cái năng lượng vũ trụ nhiều với nhiều. Và cái năng lượng vũ trụ này nó sẽ đi vào trong đỉnh đầu của chúng ta, nó thông qua cái bộ não của chúng ta, nó mã hóa cái bộ não chúng ta có rất nhanh. Cái sóng đó mà càng đi qua đỉnh đầu chúng ta nhiều thì não chúng ta nó bị nhanh lại, nó có những cái nếp nhăn giống như những cái nếp nhăn của những người triệu phú, tỷ phú. Còn nếu như bạn nào không suy nghĩ thì vũ trụ sẽ không gửi cho chúng ta cái năng lượng đó và não chúng ta sẽ bị phẳng.